Sáng 28 tháng 4, tại Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Những năm qua, Binh chủng Tăng Thiết Giáp luôn quan tâm, coi trọng, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động. Thường xuyên kiện toàn các chức danh làm công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm các chế độ quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức luyện tập xử lý các tình huống cháy nổ, cháy rừng, khắc phục thiên tai, kiểm tra đánh giá các tác động của môi trường hoạt động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực bệnh nghề nghiệp. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực, thời gian tới, Binh chủng Tăng Thiết Giáp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, tăng cường huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đồng bộ các kế hoạch phòng chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị, thực hiện đúng đủ các quy định về bảo hộ lao động, tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn cho người lao động, tổ chức hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trong từng cơ quan đơn vị, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực. Lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ đều tổ chức quán triệt các quy tắc bảo đảm an toàn, các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra tai nạn, kỹ năng phòng chống các tác nhân gây hại cho sức khỏe để bộ đội nắm chắc và thực hiện đúng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên quan sát, kiểm tra, đôn đốc bộ đội sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn, sẵn sàng xử trí các tình huống. Bản thân tôi là một người thợ sửa chữa xe tăng, làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động. Nên là bản thân tôi cũng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc phải bảo đảm an toàn lao động, cũng như là lường trước các hậu quả khôn lường nếu như xảy ra tai nạn lao động. Thì ngoài những cái việc phải thực hiện tốt các quy tắc về bảo đảm an toàn, thì bản thân cũng phải nắm rõ các quy định về sử dụng trang thiết bị, cũng như là trang bị cho mình những trang bị phòng hộ lao động để bảo đảm tốt cho bản thân. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động. Chú trọng nâng cao khả năng trình độ công nghệ trong sản xuất, sửa chữa tại các cơ sở kỹ thuật để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, thực hiện tốt công tác xử lý đạn dược, bom mìn, quy hoạch, xây dựng, quản lý vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ, thực hiện nghiêm việc điều tra, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm những đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời trao các phần quà tặng các nạn nhân bị tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp thuộc Binh chủng Tăng Thiết Giáp nhằm động viên và giúp họ vơi đi phần nào khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau buổi lễ là hoạt động tham quan khu trưng bày trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổ chức thao diễn chữa cháy.